tâm của chiếc Sapphire này, quý vị thấy là phần đầu phô được chúng tôi đục chạm rất là kênh bong. Rất là kênh bong. Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 15 tháng 7 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập thờ Tứ Linh bằng chất liệu gỗ vụ, có kích thước là chân 20. Và bộ sản phẩm này hiện tại chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở tại Phú Ninh, Phú Thọ, gia đình anh Tấn Nhung tại xã Hạ Giáp, Phú Ninh, Phú Thọ. Và trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi có quay lại một video clip để làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến mọi người. Đây là mẫu sập thờ có kích thước là chân 20, 1m97, cao 1m07 và sâu là một cao 1m17 và sâu là 1m07. Một chạm mẫu là mẫu Tứ Linh lạch Long Ly Quy Phượng. Đấy, thấy đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập thờ đây. Quay tổng thể chiếc sập thờ cho mọi người xem mà hình dung được chi tiết cái bộ sản phẩm này. Đi kê vào không gian phòng thờ nhà mình. Đi vào phần chi tiết hơn thì chính giữa chiếc sập này, quý vị thấy phần dạ đây, chúng tôi có đục chạm là hình tượng Long Ly Quy Phượng, là bốn linh vật của trời đất. Cũng như là phần chính giữa này, đây là phần đầu của phô đây. Thì tôi đã giới thiệu phần đầu phô là chúng tôi đã đục chạm thủ công bằng tay, cực kỳ là kênh bong và sắc nét luôn. Quý vị thấy được cái độ dữ dằn giữ của cái đầu phô này. Đây là biểu tượng chấn giữ không gian phòng thờ, cũng như là xua đuổi cái tà ma xâm phạm phòng thờ nhà mình. Và bên này thì là có hình tượng là rồng và đạp lên con rùa, long quy. Còn là bên này là có phượng và nghê, nó đầy đủ là Long Ly Quy Phượng. Ngoài ra là những phần chân này là đục đầu lân chân nghê, đầu nghê nhé. Dưới này là có con nghê trầu, bốn con nghê trầu này. Trên phần cổ này thì có hình tượng rồng hóa mai, trầu cuốn thư. Cuốn thư này tượng trưng một bức bình phong này. Ngoài ra thì có những cái chi tiết nhỏ như là 5 đồng tiền hay là trái đào này, rất là ý nghĩa, tượng trưng cho sự trường thọ, ước muốn tài lộc. Rồi bên này là có rồng hóa cây tùng này. Quân tranh là dày 4 phân, quân tranh dày 4 phân quý vị nhé. Quán mặt đây, quán mặt rất là đẹp. Đó, đây trên này phần bao lan là bao lan rồng, rồng trầu. Đó là phần chi tiết của chiếc sạp thờ, tôi cũng giới thiệu cho mọi người rất là nhiều rồi. Bác mà xem những clip trước chúng tôi ấy, thì là cũng biết về chi tiết chiếc sạp này rồi. Thì mọi người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngay tại đang là ngày 15 tháng 7 năm 2020. Và đây là bộ sập thờ của anh Tấn Nhung tại Phú Ninh, Phú Thọ. Rồi ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại trong những video clip khác.